Ok, hello tất cả các anh em đã quay trở lại với Jackson Group. Và Jackson Group xin gửi lời chào đến các anh em ở Facebook lẫn YouTube. Thì Jackson Group sẽ giới thiệu cho anh em một món sản phẩm mà anh em nhìn vào là biết ngay là cái gì, nhưng mình vẫn phải nói là đây là một món phụ kiện dường như không thể thiếu trong chiếc xe. Nó là một trong những cái phụ kiện mà gọi là quan trọng nhất của chiếc xe nhé. Thì anh em có thể thấy ở đây mình dàn ra được 8 màu. Và thật là may mắn khi mà đợt hàng này về khá là nhiều sản phẩm mới và đầy đủ các màu sắc để mình làm không bị thiếu một màu nào ở trên video. Thì các bạn có thể thấy ở đây đó chính là sản phẩm tay thắng 6 số. Thì bên shop mình hiện đang bán lẫn đĩa thắng, thắng đĩa lẫn thắng đùm. Thì clip này mình sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em về thắng đĩa trước. Đây, đây là tay thắng 6 số đĩa màu đen đó, 6 số nha anh em. Dạ, ban đầu nó hơi cứng á, mình xài cũng hơi khó anh em. Đặc biệt á là khi mà các nhà sản xuất xe họ đưa ra những cái dòng tay côn hay là những cái dòng tay thắng mà giống như là theo xe zin á, làm cho anh em cảm thấy cái phần tay của chúng ta bóp khá là không vừa tay hay là không đủ khổ tay á, thì sẽ cảm thấy rất là khó chịu khi mà chúng ta đi xe. Nên là những người chơi xe họ đã sáng tạo ra được cái tay thắng 6 số này để giúp anh em điều chỉnh được cái kích cỡ tay vừa khổ tay của chúng ta khi mà chúng ta muốn chỉnh lên số nào để cho vừa tay nhé. Đó, đây màu tím, tím chung thủy, tím mộng mơ đây. Cái cây màu xanh này không biết tại sao mà nó lại có cái vẻ ngoài khác hơn so với những cái còn lại, nhưng mà mình cũng chưa kịp xem giá nữa, nhưng mà mình thấy nó khác màu và khác kiểu á, nên mình lấy xuống mình quay luôn cho anh em coi. Nó cũng là 6 số thôi đó. Và nâng khá là nhẹ tay nha anh em đó. Nâng khá là nhẹ tay đó. Đây, bao giờ video của mình cũng phải đặc biệt thích cái màu vàng. Màu vàng là cái màu gì đó gọi là hoàng kim, dành hoàng tộc nhất đó. Ây da, tuột luôn rồi. Khoan, để mình chỉnh rồi. Thì tay thắng 6 số này nó cũng như là tay thắng X1R mà mình đã làm video. Nó cũng có phần kết cấu là lò xo đây. Và đây là cái con để cái con tăng chỉnh. Nó chỉ khác cái vẻ ngoài thôi. Còn về độ bền thì chắc chắn là như nhau. Nhưng mà cái này nó chỉ cái này nó đa dạng hơn, là nó dùng được tất cả các loại xe nha anh em, chứ nó không có như X1R dành cho Exciter hay là dành cho Winner rồi vân vân, thì nó không có như vậy. Cái này là dành được cho tất cả các loại xe luôn. Và đây là thắng đĩa 6 số. Nếu như mà anh em nào muốn sở hữu ngay thì đến với địa chỉ 21 Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Còn không thì có thể nhắn tin đặt hàng online qua Facebook hoặc Zalo. Mình có để link ở dưới phần mô tả nha anh em. Và giờ thì chào anh em.